nay là chuyến bay rất là đặc biệt, nhân dịp 1 tháng 6 Vietnam Airlines tổ chức tặng quà cho các bé, trong đó có bé của mình. Thấy rất là vui, thấy rất là cảm động. Tại vì mình không nghĩ rằng Vietnam Airlines mà tổ chức được một cái sự kiện mà ý nghĩa như vậy. Khi mà tặng quà cho các cháu thì khi thấy các cháu vui, nở nụ cười trên môi thì em cũng cảm thấy rất là vui ạ.